Mắc coronavirus 19 chủng mới, bệnh nhân Đà Nẵng có nguy cơ tử vong cao. Thưa quý vị, báo Thanh niên loan tin, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống coronavirus 19 của Cộng sản Việt Nam cho biết, tính cho đến sáng 28 tháng 7 năm 2020, Việt Nam đã có 431 người dương tính với dịch này, trong khi đó có 276 ca nhiễm đã nhập cảnh vào trong nước đang được cách ly. Ngoài ra, còn có 12.458 người tiếp xúc gần với người nhiễm dịch và nhập cảnh từ vùng dịch cũng đang được theo dõi. Các chuyên gia Việt Nam nhận định chủng virus lây bệnh ở Đà Nẵng là virus xâm nhập, có khả năng lây lan mạnh. Đối với những bệnh nhân mới nhiễm dịch, thì bệnh nhân số 1416 và 418 đang trong tình trạng nặng. Các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân số 416 đang có nguy cơ tử vong cao, bệnh nhân số 418 nặng hơn cả bệnh nhân số 1416. Và tính cho đến chiều 27 tháng 7, Đà Nẵng có 11 người dương tính với dịch, trong đó có 4 bệnh nhân là nhân viên y tế. Trước tình hình trên, nhiều tỉnh thành ở Việt Nam đang rất lo lắng và lên phương án phòng chống dịch. Vì trong những ngày thành phố Đà Nẵng xuất hiện dịch, thì có hàng chục ngàn người ở các tỉnh thành khác đi mà du lịch đến Đà Nẵng. Riêng Hà Nội đã có khoảng 20.000 người trở về từ vùng dịch này. Theo thông tin từ Facebook Di Hoàng, một người dân ở Đà Nẵng, thì một số khu vực trong thành phố đã bị phong tỏa. Người dân vẫn không biết có được đi ra chợ hay không. Trong thời gian vừa qua, so với thế giới thì dịch xảy ra ở Việt Nam rất nhẹ, nhưng tâm lý của người dân Việt Nam thì khá lo sợ bởi trong khi người dân các nước bị dịch đều được chính phủ lo, còn người dân Việt Nam thì không nhận được hỗ trợ từ phía nhà cầm quyền. Vì vậy, những ngày qua, nhiều người đã chia sẻ cách phòng dịch bằng các biện pháp dân gian, nâng cao sức đề kháng cơ thể để tự cứu lấy mình và người thân.